Hello, chào mừng bạn trở lại với chuyên mục Thủ thuật và ứng dụng của Surface Pro. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng thời lượng sử dụng pin trên thiết bị Surface. Dưới đây là một vài cách bạn có thể làm để tăng thời lượng sử dụng pin trên thiết bị Surface của mình. Đầu tiên, cài đặt các cập nhật mới nhất bằng cách tìm Windows Updates và chọn Check for Updates. Sau đó, bật chế độ tiết kiệm pin trên máy bằng cách tìm và mở ứng dụng Battery Saver. Cửa sổ vừa hiển thị sẽ cho thấy mức phần trăm pin của thiết bị Surface mà bạn đang dùng. Phía bên dưới chính là nút mở Battery Saver. Bạn có thể chuyển từ Off sang On để bật chế độ tiết kiệm pin ngay lập tức hoặc lựa chọn mức phần trăm pin mà bạn muốn để thiết bị tự động mở chế độ tiết kiệm pin. Bạn cũng có thể tùy chọn nhấn vào ô giảm độ sáng màn hình khi máy ở chế độ tiết kiệm pin nếu muốn. Như vậy là chỉ cần làm theo hướng dẫn, bạn đã có thể kéo dài thời lượng sử dụng pin trên chiếc máy Surface của mình rồi. Đừng quên nhấn theo dõi để xem thêm nhiều video hay ho nhé. Bye bye!